Kính chào quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể mang tới 2kg vi khuẩn trong đường ruột. Trong hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật sống, có ít nhất 1.000 loài vi khuẩn, bao gồm hơn 3 triệu sen. 2 phần 3 hệ sen của các vi sinh vật trong đường ruột, microbiome, là các cá thể hóa ở mỗi cá nhân. Khi bị mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, microbiota, sẽ gây nhiều hệ lụy xấu cho sức khỏe. Vai trò của vi khuẩn ruột Vi khuẩn trong ruột đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa. Khi dạ dày và ruột non không thể tiêu hóa, một số loại thực phẩm chúng ta ăn vào, các vi khuẩn đường ruột sẽ làm điều này, đảm bảo chúng ta có được chất dinh dưỡng cần thiết. Ngoài ra, vi khuẩn đường ruột được biết là hỗ trợ sản xuất một số vitamin, chẳng hạn như vitamin B và K, đồng thời đóng vai trò chính trong chức năng miễn dịch. mất cân bằng hệ vi khuẩn ruột gây tăng cân. Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học Đại học Cornell ở Ithaca và King College London, Anh đã phát hiện ra rằng một chủng vi khuẩn phổ biến hơn ở những người có trọng lượng cơ thể thấp và sự hiện diện của chủng vi khuẩn đặc biệt này bị ảnh hưởng rất nhiều bởi gen. Hơn thế nữa, việc đưa vi khuẩn này vào ruột chuột khiến cho động vật tăng cân ít hơn, cho thấy vi khuẩn có thể làm giảm hoặc ngăn ngừa béo phì. Một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên tạp chí nghiên cứu về hệ protein cho thấy rằng việc thiếu vi khuẩn trong ruột già có thể gây béo phì bằng cách làm chậm hoạt động của các chất béo nâu, giúp bảo vệ chống tăng cân. Hơn nữa, một phụ nữ trải qua cấy ghép vi khuẩn phân (FMT) sử dụng từ một người hiến tặng thừa cân nhanh chóng bị béo phì sau thủ thuật. Điều này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy rằng vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến việc tăng cân. mất cân bằng hệ khuẩn ruột gây ung thư. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã điều tra ra mối liên hệ giữa vi khuẩn đường ruột và ung thư. Một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên tạp chí nghiên cứu ung thư. Các nhà nghiên cứu Mỹ tuyên bố đã phát hiện ra vi khuẩn, đặc biệt trong ruột, Latobacillus có thể đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ung thư hạch, ung thư tế bào, bạch cầu, một nghiên cứu khác cũng trong năm 2013 được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu của Vương quốc Anh cho thấy một loại vi khuẩn đường ruột phổ biến có tên Helicobacter pylori có thể gây ung thư dạ dày và loét tái tràng bằng cách vô hiệu hóa một phần của hệ thống miễn dịch liên quan đến điều chỉnh viêm. Mất cân bằng hệ khuẩn đường ruột ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần. Theo Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ APA, Vi khuẩn đường ruột tạo ra một loạt chất hóa học thần kinh mà não sử dụng để điều chỉnh. Các quá trình sinh lý và tinh thần bao gồm trí nhớ, học tập và tâm trạng. Trên thực tế, 95% nguồn cung cấp protein của cơ thể được sản xuất bởi vi khuẩn đường ruột. Năm 2014, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tâm lý học cho thấy Prebiotic carbon Herat giúp tăng cường vi khuẩn lành mạnh trong ruột, có thể có hiệu quả để giảm căng thẳng và lo lắng. Nguy cơ bị tự kỷ Vào năm 2013, một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Arizona đã phát hiện ra rằng trẻ em mắc chứng tự kỷ sở hữu mức độ thấp hơn của ba loại vi khuẩn đường ruột Brevotella, Caprococcus và Velenodi lasti so với trẻ không mắc bệnh này. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng Nồng độ các hóa chất cụ thể được tạo ra bởi vi khuẩn đường ruột được gọi là chất chuyển hóa trong các mẫu phân của trẻ tự kỷ khác với nồng độ được tìm thấy trong các mẫu phân của trẻ không bị rối loạn. Làm gì để bảo vệ hệ vi khuẩn ruột? Chế độ ăn uống lành mạnh có thể khuyến khích sự hiện diện của vi khuẩn đường ruột tốt, tiêu thụ thực phẩm lên men như miso và dưa cải bắp làm tăng mức độ vi khuẩn lên men trong ruột. Ngoài ra trái cây và rau quả có chứa chất xơ và đường có thể tăng cường sức khỏe của vi khuẩn đường ruột. Tập thể dục cũng có thể là chìa khóa để cải thiện sự đa dạng vi khuẩn đường ruột. Tiến sĩ Gary Nahal thuộc Viện Khoa học Y khoa tại Đại học berin Scotland lưu ý rằng việc hiểu rõ hơn về các cách để cải thiện sức khỏe thông qua vi khuẩn đường ruột là rất quan trọng. Cách làm cho microbiota thường trú trong ruột được phong phú và khỏe mạnh thông qua cách ăn uống, sinh hoạt và luyện tập là rất cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, lợi ích đáng ngạc nhiên của âm nhạc sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.